đợt vừa rồi là em bị mất ngủ trầm trọng là nửa tháng không ngủ được ít là luôn, gần như người trầm cảm. Nên em cũng bị đau dạ dày, đi khám thì bị đau dạ dày. Thì bác sĩ kê đơn thuốc cho em thì em uống được một tuần. Bác sĩ kê đơn thuốc là uống nửa tháng, em uống một tuần. Em không không thấy đỡ mà nó mất ngủ, và em lại bị tác dụng phụ là không thở được. Em phải bỏ hoàn toàn thuốc và em chuyển sang dùng tất cả dinh dưỡng của Nutrilite. Thì em đã thấy đỡ mà em ngủ được. Thì em cũng rất cảm ơn là em đã biết đến sản phẩm của Nutrilite. Có chị em là tư vấn cho dùng dùng nhưng mà mình phải dùng đủ liều, liều cao chứ không phải là liều thông thường như của lọ. Ví dụ như bác bảo là mất ngủ mà không ngủ được thì bác dùng ít nhất là 9 viên B, C, canxi đều đủ 9 viên. Omega 3 thì phải 2 viên hoặc là các bổ ích với cả protein thì phải dùng cũng đủ. Các cái đều phải dùng tăng liều lên thì mới trong vòng ít nhất phải 1 tháng trở ra thì nó mới đáp ứng được, chứ không phải là một hai vài ngày mà đáp ứng luôn. Thì phải dùng liều cao, mà nếu mà mình chưa ngủ được mình vẫn phải tiếp dùng đủ liều lên thì nó mới ổn được. Mà cái dạ dày của em cũng bị HP thì em đi kiểm tra lại thì là nó đã về âm tính, là do em dùng nhiều canxi và protein. Mà em cũng không ăn thịt mấy nữa rồi, em chuyển sang dùng toàn dinh dưỡng với rau. Nên là bảo là uống sau khi ăn, nhưng mà em uống em toàn phải uống vào chính giữa bữa ăn chứ không phải là sau khi ăn nữa. Thì phải em uống khi dạ dày của em, mà em uống xong nó đẩy lên cổ em khó chịu quá, em phải chuyển vào ăn 2 bát cơm thì em phải uống ở giữa, ăn 1 bát xong là uống uống xong em mới lại ăn tiếp. Thì em cũng mới có hỏi bác sĩ là em uống nước sau khi ăn không được uống, thì em cũng bảo em cứ thử uống thế thì em thấy nó cũng có lấy, em vẫn phải hỏi hôm nay để xem là có tác dụng như thế nào. Thì em uống thường xuyên, em uống giữa bữa ăn, giữa bữa ăn chứ không phải là dùng sau bữa ăn, mà là giữa bữa ăn luôn. Kiểu khi uống thì nó cứ đẩy đẩy lên cổ, uống sau bữa ăn thì nó đẩy lên cổ khó chịu quá, em không làm là được. Chuyển sang là dùng giữa bữa ăn, ăn 1 bát cơm xong uống uống đầy đủ, uống nhiều lắm chị ạ. Em uống hẳn một mười mấy viên thuốc đáp bổ ích, em chuyển sang dùng đáp bổ ích rồi. Em không dùng một thấy bạn đáp bổ ích tốt chuyển sang dùng đáp bổ ích, không dùng ngay đi nữa mà chuyển sang đáp bổ ích thì thấy nó cải thiện hơn nhiều. Cái đáp bổ ích cực kỳ tốt, em bảo thôi không chơi bảo hiểm nữa mà đánh cái tiền bảo hiểm hàng tháng ý, em chuyển sang dùng dinh dưỡng còn hơn là sau này lấy tiền bảo hiểm, không cần bảo hiểm. Người ta đến tư vấn bảo hiểm thì em có cho mua 1 2 cái còn đâu, và thôi bây giờ không mua nữa. Cái tiền hàng tháng tiền bảo hiểm ý thì mình chuyển sang dùng tất cả dinh dưỡng thì sau này mình cũng chẳng cần gì đến tiền của bảo hiểm nữa đâu. Cái tiền dinh dưỡng mình khỏe rồi thì mình cần gì bảo hiểm nữa. Thế là em chuyển toàn bộ sang dùng dinh dưỡng. Cái tháng mà em mất ngủ nhiều nhất là em dùng tối đa là phải hết tầm hơn 10 triệu. Những người một mình em dùng dinh dưỡng, vừa làm thải độc cà phê nữa, ngày nào cũng thải độc cà phê. Nên là bây giờ mới được như này, chứ nếu mà 1 tháng trước thì em thì các bác không tưởng tượng nổi đâu. Hai cái quầng mắt nó thâm lắm, mình nhìn thấy mình còn sợ chứ không phải nói người ngoài. Không thể tưởng tượng nổi, không dám đi đâu, đi đâu thì khẩu trang kín, không dám gặp ai. Cứ ngay trong nhà, không làm việc gì luôn. Mất quý tiền cũng chả làm gì, và bây giờ tiền chả làm gì. Nên là mình cũng chăm sức khỏe mình trước, rồi mới chăm được mọi người mà mình nên tin dùng. Em cũng cơ bản là em dùng, em bị rồi nên em trải nghiệm rồi, nhưng các bác cứ tin tưởng về chia sẻ cho mọi người. Nên là người thực tế là em đã bị. Và chị em bảo nếu 1 tuần nữa dùng không khỏi được thì phải cho đi lên Sài Gòn khám thần kinh. May là em dùng thì nó lại bây giờ tạm thời là ngủ được. Đầu tiên chỉ ngủ được 1 tiếng, 2 tiếng đã là sướng lắm rồi. Bây giờ ngủ được từ 10 giờ đến 6 giờ, 5 giờ. Còn đầu tiên còn đi thể dục, bây giờ còn không thể dục, cứ cố ngủ, ngày không còn ngủ, tối không còn ngủ, lúc nào cũng chỉ mắc thức. Thế là uống phải đủ liều luôn chứ không phải uống ít đâu, 9 viên luôn. 9 viên B, 9 viên canxi, 9 viên C và cái omega 3 phải uống 2 viên đến 3 viên. Đấy, E cũng phải uống này, rồi uống cả cái tuần hoàn não chị mua của gửi chị mua của nước ngoài có cái gọi là cái gì em không biết. Đấy, bảo cho chị cũng mua em cái đấy rồi em dùng nhiều lắm, một ngày đủ 3 bữa, 5 bữa chứ không phải là 3 bữa mà 5 bữa chia ra. Sắt cũng uống 6 viên, cái gì cũng uống uống nhiều.
ổn định lắm. Bây giờ tối đến 10, 9 rưỡi là đi ngủ, đến 10 giờ ngủ là đến 5, 6 giờ mới dậy.